Hello, xin chào các bạn, lại là mình đây, lại là Jolin của các bạn đây. Đây là sinh nhật năm ngoái của mình ở Việt Nam. Và trong vlog ngày hôm nay thì mọi người hãy cùng xem là mình thường tổ chức sinh nhật ở Việt Nam như thế nào nhé. Yay! Thank you. Lấy chồng sớm đấy. Đẹp vừa thôi này, mẹ làm nó mới đẹp này. Đúng rồi, nhưng mẹ làm thì không năng suất bằng con. Nhưng mà đẹp hơn con, đây, nhìn này. Ôi, mẹ bố. Những năm trước thì nhà mình rất là hay ra khách sạn để tổ chức sinh nhật. Còn những năm gần đây thì nhà mình lại thích ở nhà hơn. Hôm ấy thì mình chiêu đãi cả nhà barbecue Hàn Quốc. Đấy là món mà mình yêu thích. Trò này rất là hot trên TikTok năm ngoái, không biết là mọi người có nhớ không? Nghĩa là theo cái nhịp nhạc, mình sẽ phải dự đoán được là đối thủ sẽ quay mặt sang hướng nào, trái, phải, lên trên hay là xuống dưới. Nhìn giống nhà đông anh chị em chứ không phải là các cô đang chơi với các cháu nhỉ? Và đây là gia đình của mình. Và đây là con gái yêu của bố mẹ. Nhà mình có một cái sân khá là rộng ở bên trên nên là thay vì ra ngoài hàng ăn thì mình mời bạn bè của mình đến nhà để ăn luôn. Loay hoay mãi cuối cùng cũng mở được chai rượu. Thề, yêu bọn mày vãi xưởng luôn ý. Trời ơi, đến buổi sinh nhật thứ 3 mà mình vẫn mời mọi người đến nhà của mình chơi đấy mọi người. Người không có nhu cầu ra ngoài luôn ý. Các chị em chưa chụp được kiểu ảnh nào, các anh đã là một quyển lookbook rồi. Mọi người thì hộ nhà trai bảnh không? Đây là chiếc bánh sinh nhật thứ 3 của mình từ một người chị. Trời ơi, gắn cái nút bạc lên trên bánh trình hình luôn. Còn đây là chiếc bánh sinh nhật thứ 4. Rồi, mãi đỉnh. Năm nay thì mình không ở Việt Nam nên là gia đình đã gửi một món quà sang cho mình. Mình rất là thích cái vòng đeo tay này của Van Cleef tại vì là mình có một cái dây chuyền giống như thế này nên là mình rất là muốn có thêm cái vòng đeo tay để nó thành một set với cả nhau. Bây giờ thì hãy cùng mình unbox tất cả các món quà mà gia đình của mình tặng cho mình nhá. Đi từ lớn đến bé đi. Đầu tiên sẽ là bố của mình. Bố của mình thì đưa cho mình tiền mặt thôi. Và nói là thích mua gì mua. Thế nên là mình đã chờ đến khi mình sang Úc để mua cái MacBook Pro này mọi người ơi. Ngoài ra thì mình còn mua thêm cả phần mềm dựng Final Cut Pro nữa. 2 năm làm YouTube mình chỉ dựng bằng phần mềm iMovie miễn phí của MacBook thôi mọi người ạ. Bây giờ mình nâng cấp nó lên Final Cut Pro cho nó chuyên nghiệp và để xem là nó có những chức năng gì xịn sò hơn để mọi người xem video của mình thấy thú vị hơn. Lát nữa mình phải nhắn tin khoe bố mới được. Từ lúc mà bố cho mình tiền mặt ấy, bố bảo là quần áo của con không đẹp, con đi mua thêm quần áo mà mặc đi. Thế nhưng mà mình không mua quần áo mà mình mua máy tính. Ôi, con cảm ơn bố. Ôi,
Và tiếp theo sẽ là món quà của mẹ mình gửi tới mình. Thực ra thì là mẹ mình gửi tới mình, nhưng cũng là do mình request, tự mình xin cái mà mình thực sự muốn. Đó là một chiếc vali xách tay. Thực ra thì mình đã có một cái vali xách tay rồi. Đấy chính là một cái vali màu hồng mà mình đã dùng rất nhiều năm nay rồi. Cái vali này thì mình đã dùng từ hồi đi du học. Nó đã cùng mình đi Mỹ, rong ruổi hết châu Âu. Và gần đây nhất thì là học thạc sĩ tại Úc, cũng là một chiếc vali này luôn. Thế nhưng mà có lẽ là do mình dùng nó theo kiểu là không giữ gìn ý, mà mình kéo nó đi ý, là nó bị, nó không còn intact với cả cái vali nữa rồi. Thế nên là nghĩa là nó vẫn dùng được, chỉ là nó không thực sự là thoải mái lắm nữa thôi. Và gần đây thì mình có một cái vali Rimowa, là vali ký gửi, vali mà kiểu to ấy mọi người. Đây này. Thì mình nghĩ là tại sao mà mình không kiểu nói với cả mẹ mình là mua cho mình một cái vali xách tay mới mà nó lại cùng bộ với cả cái vali ký gửi này nhỉ. Yes, yes. Thực ra thì đồ của Rimowa này, như mọi người đã biết, thì nó có chất lượng cực kỳ là tốt luôn. Nghĩa là nó rất là nhẹ mọi người ạ. Ta-da. Rất là đẹp trai xinh gái luôn. Các bạn thấy không? Nó ở trên thảm thôi mà mình đã có thể xoay nó như thế này rồi. Thực ra ấy, thì cái nhược điểm của cái màu trắng này này là nó rất là nhanh dơ. Cái vali ký gửi của mình bây giờ đang rất là bẩn rồi ấy. Mặc dù là mình chưa dùng nó quá nhiều, mình mới dùng nó có 2 năm nay thôi, nhưng nó đã rất là bẩn rồi. Nói chung là cái này rất là thích các bạn ạ. Ê, đây không phải quảng cáo nha mọi người. Đây là mình đã dùng rồi, đã trải nghiệm rồi, nên là mình review lại một chút thôi. Bên trong nó sẽ như thế này. Cảm ơn mẹ rất nhiều. Còn đây là món quà từ chị hai của mình. Món này cũng là mình request luôn, và mình nói với chị ý là mình thích cái series nào luôn. Thì cái dân máy này này là mình order ở bên Nhật. Và mình quên mất một cái chi tiết, đấy là đồ điện tử mà mua bên Nhật ý là nó có hàng nội địa Nhật. Mà hàng nội địa Nhật thì trong máy setting sẽ không có tiếng Anh. Nhưng mà sau khi sử dụng một thời gian thì mình cũng đã quen với những cái tính năng của máy rồi. Như là mình giả vờ như là mình fluent in Japanese. Mình cực kỳ thích cái máy này luôn, tại vì nó màu trắng, trời ơi quá là nữ tính luôn. Xong cái cục mic ở bên trên này này để cản tiếng gió ấy, nhìn như là cục pom pom ấy. Và vì đây là một cái máy chuyên để quay vlog, nên là nó có một cái tính năng là cái đèn ở phía trước này sẽ hiện lên màu đỏ, để khi mà mình tự quay video ấy, mình không nhìn được mặt sau của nó ấy, thì mình biết là mình đã ấn cái nút quay rồi. Thế còn anh trai mình thì mình cũng request luôn, đó là mình muốn một cái mic để mình có thể thu âm vào trong video của mình tốt hơn, và để làm podcast nữa. Và Rode là một cái thương hiệu rất là có tiếng, và nó chỉ là cái dòng mini thôi, nhưng mình thấy là nó làm tốt cái công việc của nó. Ngay khi mà anh trai mình tặng mình ở Việt Nam ý, là mình mua ngay một cái khung này đó, mình ngắn ở bàn, sau đấy là mình gắn nó vào đây đó, sau là mình ngồi mình vừa edit video, mình vừa ghi âm luôn, nên là mình cảm thấy rất là hài lòng với món quà này. Đây là món quà của chị ba của mình. Mình đã nói với chị gái thứ ba của mình là mình muốn mua cái này. Đây là một cái hard drive, tại vì là cái máy tính của mình thì nó bộ nhớ rất là ít ý, hay là nó không thể nào mà lưu được hết các cái video mình có, hay là những cái footage mà mình đã quay. Thế nên là nếu như mà xóa đi thì rất là uổng. Ok. Ta-da. Cái hard drive này thì nó là kiểu màu bạc ý, nhưng mà có cái tấm cao su màu da cam này để nó bảo vệ khi mà nó bị rơi ấy mọi người. Và đây sẽ là người bạn thân đồng hành cùng mình sắp tới trong chặng đường YouTube. Và chị gái mình đã order từ bên Mỹ về cái này cho mình. Cảm ơn chị gái rất là nhiều. Và cuối cùng là món quà sinh nhật từ người ấy. Người ấy đã hỏi là em thích gì, và mình đã ra một đề bài luôn, đó là coffee machine.
Nhưng ai mà thích uống cà phê thì sẽ hiểu cái cảm giác là có một cái máy pha cà phê chuyên nghiệp. Nó như kiểu là cuộc sống của tôi đây rồi ý. Và cuối cùng là quà sinh nhật từ Justin, bạn thân của mình ở bên này. Và món quà này cũng là mình tự request luôn mọi người ơi. Mình luôn biết là mình cần gì. Thế là từ giờ cơm ngon để ăn rồi. Mình tự cảm thấy mình rất là may mắn luôn. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi vlog tuần này của mình. Đừng quên tặng mình một nút like và nút subscribe nha.